Hôm nay nắng quá anh em ạ, nhưng mà làm sao nóng được bằng. Ngày hôm nay chúng tôi nhận được VF3 rồi và ngay lập tức anh em chúng tôi sẽ phải làm ngay một clip cảm nhận ban đầu, cảm quan ban đầu về tất tần tật mọi thứ trong và ngoài nội ngoại thất của chiếc xe này. Đây là một chiếc xe có cái bề ngang kích thước nó còn lớn hơn cả những chiếc xe hạng A. Có thể kể đến như là Kia Morning chẳng hạn đó, bề ngang nó rộng hơn cả Kia Morning cơ. Chính vì vậy nên lát nữa chúng ta vào phía bên trong nội thất, chúng ta sẽ có một vài các cái sự bất ngờ mà dần dần tôi sẽ bật mí cho anh em xem. Kể từ cái bản concept thì đã nhiều người nhận xét và nhiều góp ý đánh giá tốt xấu về cái thiết kế này. Thì hiện tại ở cái phiên bản thương mại như này nó được sơn màu đen cũng khá là ổn. Tuy nhiên thì chiếc xe này là một chiếc xe có cái mức giá vô cùng hợp lý. Cho nên là ngay khi nhận xe đây, một lát nữa thôi chúng tôi sẽ mang ngay đi để gửi vào một xưởng độ cực kỳ uy tín tại Hà Nội và biến hình chiếc xe này trở nên cá nhân hóa nhiều hơn nữa. Hiện tại thì cái gương này nó có khả năng xoay gần như là 360 độ và đầy đủ các hướng như một chiếc gương xe máy. Cái hay của nó là nó rẻ và nó bền. Nó không có bất kỳ một cái gì ảnh hưởng khi mà xảy ra các cái va chạm hay hỏng hóc ở đây khiến chúng ta bị tốn kém cả. Tuy nhiên thì trong quá trình chúng ta sử dụng xe ấy, cái thao tác điều chỉnh gương, cái thao tác gập mở gương nó sẽ hơi bất tiện một chút. Chính vì thế chúng tôi quyết định là sẽ độ ngay cái phần gương theo xe này. Mọi người nghe này, chắc lắm luôn nhá. Và đây khẳng định mọi người, đây không phải là nhựa nhá, như một số lời đồn trước đây nhá, đây không phải là nhựa, đây hoàn toàn là kim loại và rất là chắc chắn. Tiếng đóng cửa mạnh này, vừa này, ngon mà, cứng. Tôi đang đấm rất là mạnh luôn đấy. 6.868 khách hàng đầu tiên và chúng tôi là một trong số đó thì sẽ có một cái biểu tượng Creator Edition ở đây. Đó, và đồng thời phía bên trong xe sau này cũng sẽ được khắc cái số thứ tự theo cái số đơn đặt cọc mà chúng tôi đã đặt nữa. Ở đây chúng ta sẽ có một cái phần ô chờ để lắp camera lùi. Đây là một cái chi tiết, một cái phụ kiện mà sẽ được bán sau, tức là after sale ấy. Thì chúng ta hoàn toàn có thể lắp thêm và mình nghe nói đâu cái camera lùi này chính hãng nó cũng có mức giá vô cùng hợp lý. Chỉ có hơn 1 triệu đồng thôi thì phải. Đó, logo VinFast ở đây. Rất có thể là chúng tôi sẽ độ một cái giải đèn LED cánh chim ở đây nữa, cho chiếc xe nó thêm phần nổi bật. Ở thời điểm hiện tại mặc dù là không có cam lùi, nhưng mà kết hợp giữa hai yếu tố, một là xe nhỏ, cái tầm quan sát nó khá là tốt, và hai là chúng ta có hai cái vị trí cảm biến lùi ở đây, nên là không có camera lùi chúng ta vẫn hoàn toàn có thể xoay chuyển trong phố, đỗ xe, lùi xe một cách khá là tự tin. Chỉ cần có một chút kỹ năng lái xe thôi. Ở phía trong thì nói đến các cái vật liệu, như mọi người có thể quan sát ở kia thì toàn bộ cái phần táp ly cánh cửa nó đều sử dụng cái chất liệu là nhựa cứng. Một cái điểm mà theo mình thấy khá là hay ho đó chính là cái phần sơn ở đây. Nó được làm đồng màu với cả cái sơn ngoại thất của xe, vô lăng nhựa. Chúng tôi sẽ mang đi xử lý, bọc ra toàn bộ cái vô lăng này, làm cho nó hay ho và mềm mại hơn khi chúng ta cầm lái trên đường. Cái điểm mà bản thân tôi thấy khá là hay và khá là thú vị, thể hiện được cái sự chiều chuộng của VinFast dành cho VF3 trên mẫu xe này, đó chính là cái cần số. Mọi người thử nghĩ mà xem, ở đâu ra một chiếc xe chỉ có hơn 200 triệu thôi mà lại được trang bị một cái cần số điện tử kèm với phanh tay điện tử tự động như chiếc xe này.
lên xuống kính thì ở đây đương nhiên là nó sẽ không có lên xuống kính một chạm đâu. Tôi cũng sẽ liên hệ ngay với các bên phụ kiện để xử lý giúp cái phần này. Ở đây có khóa kính, điều chỉnh volume, điều hòa. Không gian nội thất thì như mọi người có thể thấy đây, ở đây là cái vị trí ngồi tương đối là thoải mái của tôi. Và ghế thì đương nhiên vật liệu là ghế nỉ. Sẽ rất nhanh thôi, chúng tôi sẽ biến hóa nó thành chất liệu da. Bây giờ tôi sẽ di chuyển sang này. Đó, do là không có cái yên ngựa ở giữa cho nên là cái việc di chuyển giữa bên lái với bên phụ nó cực kỳ là linh hoạt và dễ dàng. Để mà xuống được hàng ghế thứ hai ấy thì chúng ta sẽ thao tác như thế này. Đối với bên ghế phụ nhá, chỉ cần kéo này lên và đồng thời nó cũng sẽ đẩy lên như này luôn, chỉ một thao tác mà thôi. Trèo về đằng sau, khi này thì cái khoảng không gian để chúng ta bước về đằng sau nó khá là thoải mái rồi. Với chiều cao gần 1m7 của tôi ngồi vào cái vị trí này, với phía đằng trước là một người cũng có kích thước 1m7 đang cầm lái, thì cái khoảng để chân này hoàn toàn có thể nói là chấp nhận được. Đầu không chạm đầu gối thì do cái lưng ghế của hàng ghế phía trước nó làm thụt vào cho nên là khá là thoải mái. Tôi nghĩ là ngồi trên cái hàng ghế thứ hai của chiếc xe này và di chuyển trong phố khoảng 30-40 phút, 10-15 cây gì đó hoàn toàn có thể chấp nhận được. Chưa nói đến việc là những cái nhu cầu thông thường của một gia đình trẻ, hai vợ chồng, một đứa con hoặc hai đứa con chưa quá lớn thì chiếc xe này hoàn toàn có thể đáp ứng. Đó. Ok. Sơ bộ về cái nội ngoại thất ban đầu là như vậy. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ đến với phần vận hành. Bước lên một chiếc xe nó có kích thước như này thì việc đầu tiên mà mình muốn thử đó chính là thử cái bán kính quay đầu. Như mọi người có thể quan sát ở đây là chúng ta đang di chuyển trong khu vực Tham City. Nó là một cái khu vực có cái đường nó rất là đông xe và rất là hẹp. Mình sẽ dừng ở một cái vị trí cách lề đường vẫn khoảng 1m nhá, đánh hết lái. Và để thử xem là với cái khoảng cách như thế này thì chúng ta liệu có thể quay đầu nổi hay không. Ồ, cái góc đánh lái của chiếc xe này cảm giác nó rộng ấy nhỉ. Wow, lọt không? Thậm chí còn thừa nữa cơ mọi người ạ. Thực sự luôn ấy. Làm lại phát nữa đi. Tại sao lại như thế nhỉ? Tại sao lại có một cái góc đánh lái và cái bán kính quay đầu nó lại gọn gàng đến mức như vậy được nhỉ? Hơi làm phiền mọi người một chút nhưng mà thôi. Mấy khi mình nhận xe. Bất kỳ nơi đâu đều có thể thực hiện một cú quay đầu. Wow, và cái tay lái của nó nhẹ. Tay lái của nó thực sự là khi mà chúng ta di chuyển trong phố này, không biết là đi ra ngoài với tốc độ nhanh hơn thì tay lái nó có điều chỉnh cho đánh lái nó nặng hơn một chút hay không, nhưng mà di chuyển trong cái môi trường đô thị, trong Tham City như thế này thì quả thực là rất là dễ dàng và rất là khỏe người. Đi qua rồi giảm tốc. Mình cảm thấy là cái treo sau nó khá là cứng. Mình nghĩ là với một chiếc xe nhỏ như này thì cái treo sau người ta phải làm cứng cũng là điều đương nhiên thôi. Bởi vì là như vậy thì chiếc xe nó mới đủ cứng vững để giữ chúng ta di chuyển trên đường an toàn. Vì nó là một mẫu xe rất là nhỏ, chúng ta không được quên cái điều đó. Và cái việc di chuyển nhanh cũng không hề được khuyến khích. Xoay chuyển trong phố luồn lách. Và mình vừa mới phát hiện ra ở cái cảm giác chân ga và chân phanh của chiếc xe này nhá. Hiện tại thì mình đang để chế độ lái là eco thôi. Nhưng mà đây này, mình sẽ thử đạp lên một chút này để tăng tốc này. Eco thôi nhưng mà chúng ta để mà di chuyển trong phố thì vẫn rất là dư sức luôn. Không được đâu, chuyển sang normal xem nào. Thực sự là xe mới nhận xong cũng còn rất là ít pin thôi nhưng mà
mình sẽ cố để thử được tương đối. Wow. Dính lưng. Không biết là mọi người có cảm nhận được qua clip không, nhưng mà wow. Tự nhiên đạp thử ga một vài cú xong mình có cảm giác như mình lái chiếc xe này thậm chí còn có thể láu cá và bướng hơn cả lái một chiếc bán tải trong phố luôn đấy mọi người ạ. Không đùa được đâu. Quả thực là nhỏ và có võ đấy. Nhưng mà cái điều mà mình vừa phát hiện ra ấy, đó là khi mà chúng ta di chuyển như này, chúng ta nhả chân ga ra thì nó vẫn có cái sự ghì của cái phanh tái sinh một chút. Tuy nhiên thì chỉ cần hơi đặt chân lên đó, hơi đặt chân lên bàn đạp phanh thôi thì cái phanh tái sinh đấy nó lập tức được kích hoạt lên một cái mức cao hơn. Và chưa phải là phanh cơ khí hoạt động đâu nhá, chỉ là đặt chân lên một chút lực lên cái bàn đạp phanh thôi đấy. Đó, đạp sâu thêm một chút nữa thì mới cảm giác là có phanh cơ khí. Theo mình thì đây nó là một cái cách vận hành phanh tái sinh tương đối là lạ trên xe VinFast từ trước đến nay. Tuy nhiên là sử dụng cái phanh tái sinh theo cách này thì nó cũng khá là hay. Bởi vì không biết là trong những cái bản update sau này thì V3 nó có được điều chỉnh phanh tái sinh trên màn hình theo nhiều chế độ hay không. Nhưng mà điều chỉnh phanh tái sinh bằng chân theo cách này thì khi mà chúng ta di chuyển bình thường, chúng ta nhả ga ra, nó sẽ không còn cái cảm giác bị khựng lại quá nhiều như những mẫu xe đàn anh nữa. Và như thế thì người ngồi trên xe cũng sẽ ít cái cảm giác bị khó chịu hơn. Có thể nhận xét được ngay đó là điều hòa của chiếc VF3 này nó rất có thể là sẽ còn làm mát tốt hơn cả một vài mẫu xe đàn anh khác. Theo suy nghĩ của mình thì đó là điều đương nhiên, bởi vì là lốc điều hòa trên VF3 chỉ có một tác dụng duy nhất là tập trung làm mát cho khoang xe mà thôi, chứ không cần phải chia sẻ công suất để làm mát cho hệ thống pin và động cơ các thứ. Cho nên là cái độ mát nó sẽ tốt và nó ổn định hơn, nó sẽ không bao giờ có cái hiện tượng là bị giảm công suất điều hòa để ưu tiên làm mát cho các cái bộ phận khác trên xe cả. Thế pin và động cơ của xe thì sẽ được làm mát toàn bộ là bằng gió trời. Nhưng mà chúng ta hoàn toàn có thể quan sát được ở đây là mình di chuyển từ nãy đến giờ, trời hôm nay thì rất là nắng, nhiệt độ bên ngoài đâu đó khoảng 36-37 độ và nhiệt độ pin nó cũng chỉ dừng lại ở mức 37 độ sau khoảng 20-30 phút vận hành liên tục với dưới cái điều kiện đi chậm như này thôi. Đó, như thế là một cái tín hiệu rất là tốt dành cho những ai chuẩn bị nhận cũng như là đang phân vân xem là có mua vé bài không. Đó, thêm một cái điểm nữa, đó chính là về cái việc vị trí vô lăng này nó cố định thì mình có thể tìm được cái vị trí ngồi phù hợp nó dễ dàng hay không. Thì mình trả lời luôn là đối với cái tạng người khá là phổ thông của người Việt Nam như mình đây ấy, thì mình hoàn toàn có thể chỉ cần chỉnh lên xuống một chút thôi, rất là đơn giản thôi. Mình đã tìm được cái vị trí thích hợp để ngồi lái rồi. Đó, không gian thì rộng rãi, cột A không bị điểm mù quá nhiều, kiểm soát các thứ xung quanh xe một cách rất là dễ dàng, đơn giản. Lái xe thì thư thái. Đó, đơn giản như vậy thôi. Và đặc biệt một cái điều nữa là khi chúng ta cầm lái chiếc xe này, rất là nhiều người quan tâm. Từ nãy đến giờ để mà thực hiện được clip này thì có khoảng đến 4 lượt người muốn lên trải nghiệm thử không gian cũng như là xin cầm lái thử một chút để gạt bỏ những cái hoài nghi còn lại trước khi có thể xuống cọc chiếc xe rồi. Đó, thế thôi, một cái video đầu tiên về VF3 của Katam. Hy vọng là quá trình làm đẹp cho chiếc xe này nó sẽ diễn ra nhanh nhất và sớm nhất có thể,
để mình sẽ tiếp tục mang đến cho anh em những cái clip khác, chia sẻ sâu hơn, đánh giá kỹ hơn về mẫu VF3 này, cũng như là nhiều những cái chiếc xe khác trong tương lai. Mọi người đừng quên cho mình xin một like, cũng như là hãy bấm đăng ký kênh YouTube của Cà Tham nhé. Bây giờ xin chào mọi người.